thì mình xin gửi lời chúc tới tất cả các chị em phụ nữ, các bà, các mẹ, các chị có một ngày trong một năm và tất cả các ngày trong năm đều như ngày này là hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe và luôn xinh đẹp để cùng bên gia đình mình, cùng chăm sóc gia đình và chăm sóc cho bản thân mình. Và trong ngày hôm nay thì mình cũng rất là xúc động bởi vì là lâu lắm rồi mình có cảm giác là được anh xã tặng hoa. Mặc dù là bình thường thì luôn nói là hoa là một thứ rất là phù phiếm, nhưng mà thôi dù sao thì được tặng hoa cũng rất là mừng rồi. Tự dưng không hỏi gì, không đòi hỏi gì và nói là anh có hoa tặng vợ. Thế là có một bó hoa hồng và bó sa lan tím. Và hôm nay thì mình cũng dậy sớm, thứ nhất là để mặc váy đẹp để chuẩn bị có một ngày 8 tháng 3 thật xinh đẹp. Và điều tiếp theo đấy là mình vẫn phục vụ cho anh con trai và gia đình mình với món sữa hạt cân thuộc cùng máy UKVR10. Và việc tiếp theo đấy là mình sẽ cắm một bình hoa do chính anh xã như mình tặng mình để tận hưởng cái ngày 8 tháng 3 cho cận nhất. Thì đầu tiên thì mình sẽ nấu sữa hạt trước, và trong cái lúc chờ đợi cái máy nấu thì mình sẽ cắm hoa. Thì hôm nay mình nấu món sữa hạt mà mình và gia đình mình rất là thích, đấy là sữa hạt làm từ bí đỏ và hạt maca. Thì ở đây bí đỏ và maca ấy thì kết hợp với nhau rất là ngon, bởi vì là bí đỏ nó có cái vị ngọt tự nhiên và nó sánh, còn hạt maca thì tạo độ ngậy. Ở đây mình có dùng một chút đường, nhưng mình sử dụng đường hữu cơ. Nếu các bạn mà không thích uống ngọt thì các bạn có thể cho những cái loại ngọt tự nhiên khác như là các quả khô, hay là sử dụng ngay chính bí đỏ của mình cũng đã ngọt sẵn rồi, nên mình cũng có thể giảm bớt lượng đường đi. Thì ngày hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn một cái việc khi sử dụng máy UKVR10 có một cái lỗi mà khi các chị sử dụng rất là hay bị mắc phải, đấy chính là đối với cái gioăng cao su này. Bình thường khi mình rửa nắp ấy thì mình sẽ tháo ra để mình rửa, thì nhớ là khi lắp máy ấy, thì mình phải lắp cái gioăng này lại để nó làm sao để nó chống trào đấy, chống trào trong quá trình xay. Nên là cái khâu này là cái khâu mà rất nhiều chị em phụ nữ quên cái việc lắp gioăng này vào. Đấy, khi mình rửa máy xong thì mình nhớ lắp cái gioăng này vào để giúp cho máy hoạt động được lâu bền nhất, bởi vì là của bền tại người mà. Để mình sử dụng, mình lưu ý một chút thì mình sẽ có được một cái máy mà bền lâu đối với mình nhất. Thì bây giờ mình sẽ cùng chuẩn bị nấu sữa hạt nhé. Đầu tiên là mình sẽ lắp máy. Cuối lần mình đã rửa rất là sạch rồi, mình sẽ cho nguyên liệu vào. Ở đây mình sử dụng là khoảng một khoanh bí ngô, mình không cân đo đong đếm đâu. Một ít hạt maca, thì ở đây mình dùng maca, nhà mình bóc maca nên là có những cái hạt nó vỡ ấy, nhưng mà chất lượng rất là ngon. Dùng maca nhé. Sau đấy mình cho nước. Thì các bạn lưu ý nhé, là rất nhiều chị em mắc phải trường hợp đấy là máy bị lỗi do nước trào xuống dưới, bởi vì mình nấu quá mà. Cái máy này quy định tối đa là 1 lít 2 nước, cả nước, cả sữa, cả nước, cả nguyên liệu. Vì vậy nên là khi cho nguyên liệu vào và cho nước vào thì mình căng, mình cho khoảng trên 1 lít, 1 lít 1 hoặc dưới 1 lít 2 như thế này nhé. Trên máy có vạch đo rồi, thì mình sẽ cho dưới 1 lít 2. Thì như thế thì máy nó sẽ không bị, quá trình nấu nó không bị dâng lên và bị trào xuống dưới phần đáy bên dưới, phần khối bên dưới. Đấy là cái việc lưu ý của mình. Và nhiều chị em thấy bảo, ơ cái khối này còn nhiều thế, hay mình nấu thêm một chút nữa. Nhưng mà thực ra ấy, thì tất cả mọi thứ nó đều có cái hạn định nhất định rồi. Nên mình nên lưu ý một chút để cho máy nó được lâu hơn nhé. Thì sau đấy mình sẽ đóng nắp. Cái phần nắp trên này nhé, là cái phần mà mình đang nấu. Mình muốn thêm đường hay thêm gia vị hay thêm gì đó vào thì mình sẽ mở cái nắp này ra, mình thêm vào rất nhẹ nhàng. Sau đây mình sẽ thực hiện nhé. Thao tác rất đơn giản, đầu tiên là bấm on off, sau đó bấm xoay pin và bấm on off. Việc còn lại tất cả đều là máy làm hết. Còn bây giờ mình sẽ đi cắm hoa. Các bạn thấy nhàn không? Có máy rất là nhàn đấy, bởi vì là mình tiết kiệm rất nhiều sức lao động. Trước kia ấy, mình khi mình không có máy làm sữa hạt thì mình mới làm sữa thì luôn phải tuân thủ các khâu như là xay vào máy xay sinh tố, sau đó là mình sẽ lọc. Mà máy xay sinh tố thì thường là công suất không đủ lớn để xay nhuyễn, nên là phải bỏ đi một lượng bã rất là nhiều.
nên là mình lọc lọc xong rồi lại dây dây cho thật kỹ, để bởi vì là nếu mà uống sữa hạt mà có cảm giác lợn cợn rất là khó chịu. Vì vậy là mình dây xong mình đun đun thì lại phải canh bếp xem là nếu mà nấu quá lửa thì sẽ bị trào này, rồi là bị khê này, còn nấu nấu nhỏ lửa thì rất là lâu và mình phải đứng canh rất là lâu, nó mất thời gian ấy. Nên là mình thấy là cái việc có được cái em máy lọc sinh hạt này thì tính ra là rất là lợi đấy. Và sa lem tím chồng mình nghe rất là mơ, mua hẳn một bó sa lem tím to đùng này đấy, bạn thấy không, trong lúc chờ đợi máy làm trong vòng hơn 20 phút thì mình tắm hoa. Ngày hôm nay thì các chị em hãy tự thưởng, nếu mà không có ai thưởng thì hãy tự thưởng cho mình một ngày đấy, một ngày yêu mình hơn. Thực ra là nhiều người nói là tại sao cứ phải chọn ngày 1 tháng 3 để thể hiện tình cảm. Thực ra ngày ngày bình thường mình đã rất yêu nhau rồi, ngày 1 tháng 3 chúng ta chỉ là cái cớ thôi để mình có thể hâm nóng lại. Kỳ lạ, người đàn ông chẳng bao giờ mua hoa lại mua hoa tặng vợ. Như vậy là sau hơn 20 phút máy đã thực hiện xong và mình cũng cắm xong bình hoa của mình rồi. Trong lúc chờ đợi máy nấu thì mình làm rất nhiều việc này, vừa cắm hoa này, thay quần áo, chuẩn bị đồ cho con đi học này. Và bây giờ thì mình sẽ cùng kiểm tra chất lượng sữa như thế nào nhé. Wow, rất là thơm, không hiểu vì sao mà mình lại rất thích cái mùi bí đỏ, thơm lắm. Và sữa rất là sánh mịn nhé, mình đảm bảo là 100% là rất sánh mịn giống như phân tử nước luôn. Và đây là cái ly và mình chờ cho sữa nguội và mình sẽ cho vào ly để chuẩn bị cho con mang đi học và gia đình mỗi người một ly để uống chào ngày mới nhé. Như thế thì các bạn đã thấy cái lợi ích của việc có được một em PR mới trong gia đình mình chưa? Hãy tự yêu thương bản thân mình nhé, trước khi mong chờ người khác yêu thương mình. Chúc các bạn có một ngày 8 tháng 3 thật là ý nghĩa. Và chúc các bạn trong tương lai sẽ luôn có những món ăn ngon nhờ có UQOPR10. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Ok.